ơi, một cục sắt, hai cục sắt, ba cục sắt, bốn cục sắt, trời ơi, tôi có nguyên cái núi sắt ở đây luôn, tôi đào sắt ngày nào tôi cũng đào hết, tôi mệt mỏi quá mấy bạn ơi, trời ơi, mệt quá, thôi kệ đào đi, ai, bây giờ thì mình phải lại về nhà một mình nữa rồi mọi người, trời ơi, hello mọi người nha, trời ơi, nếu các bạn là fan của anh Redwood thì các bạn hãy nhớ nhấn like cho video của anh Redwood và nhớ xem hết quảng cáo để giúp anh Redwood có tiền mì tôm nha mọi người. Trời, mọi người thấy hôm nay anh Redwood có vẻ buồn đúng không? Mọi người biết tại sao không? Anh đang suy nghĩ nè mọi người. Hôm nay á, anh đi mai mà anh cảm thấy nó vắng vắng, sao nó cô đơn sao mọi người ơi? Anh cứ đi mai một mình rồi anh đi về nhà một mình, mọi người thấy tội nghiệp anh không đó? Đó bây giờ anh đi mai nè, nó về nhà anh phải làm một mình, anh đào cái hang cũng có một mình anh nè. Hơi còn mèo với chị Panda suốt ngày đi chơi với nhau thiệt là hạnh phúc quá đi à. Anh không biết nữa mọi người ơi. Anh buồn mấy bữa nay luôn. Thôi kệ, đi vô nhà mình nấu mấy cái quặng sắt này lên đi, mình làm vũ khí bằng sắt rồi mình qua mình chơi với mèo mới được. Đó, mình bỏ vô đây nè. Anh biết anh troll mèo nhiều thiệt, nhưng mà bây giờ mà anh không troll mèo á là anh troll ai bây giờ mọi người? Hơi buồn quá. Thôi lấy ba cái sắt này qua bển cho mèo à. À bển đây mình còn mấy viên kim cương này, qua bển cho mèo, đang cho mèo đi chơi chung với mình đi mọi người. Đó, trời ơi trời, tôi thiệt là cô đơn quá mọi người ơi. Mèo ơi, mèo ơi. Mấy bạn thấy không? Anh tính qua chơi chung với mèo, anh nghĩ kiểu gì mèo cũng nghĩ anh qua anh con mèo này nha. Mèo ơi, hello mèo. Mèo ơi. Đi mèo. Đi nhà đóng cửa rồi, bữa nay nhà tôi đóng cửa không có làm gì, về đi. Có kim cương nè. Thôi. Tôi không có tròn đâu. Trời ơi trời, cho tôi vô nhà tôi chơi coi nè, tôi cho kim cương nè, tôi cho sắt nè, hay cho tôi mới đi mai được sắt á. Ôi, rồi xong tôi luôn. Tôi đi về đi, tôi không đi chơi được. Trời ơi, mèo đuổi mình luôn rồi. Trời ơi, mình rồi, buồn tôi quá. Tôi đi ra ngoài rồi, tôi bị cảm rồi. Đó. Mấy bạn thấy không? Mình cô đơn vô cùng luôn. Mặc dù trong thế giới Minecraft có rất là nhiều bạn bè vậy thôi, nhưng mà không ai muốn chơi chung với mình hết. Mình troll mọi người nhiều quá mà, tại cũng mấy bạn kêu anh hước troll chứ đâu. Trời ơi trời, bây giờ mình trở thành đó là người troll nhiều nhất thế giới Minecraft rồi mấy bạn ơi. Thôi, bây giờ để mình tìm cách khác, mình tìm một người bạn mới mấy bạn ha. Hay là hôm nay á, anh sẽ chế tạo ra một người bạn gái mới đặng cho anh có người đặng troll tiếp. Thay vì anh cứ troll mèo hoài thì bây giờ anh sẽ chế tạo ra một người bạn gái mới nha mọi người. Đó, để bây giờ anh coi coi. Anh đen có sắt nè, anh có bột nhuộm đen nè, thuốc nhìn trong bóng tối với kim cương nè, hay là mấy cái bột nhuộm màu hồng xám tím này quá trời nữa, bạn thấy không? Thôi bây giờ để anh lấy hết mấy cái này ra đi. Đó, đó mấy cái bột nhuộm này nè, đó mình anh kiếm cục gạch nào anh lấy mấy cái bột nhuộm này anh vẽ lên cho thành một người bạn gái mới được không ta? Thôi thôi chắc không được đâu mấy bạn ơi, mình vẽ lên vậy thì nó xấu lắm. Buồn quá mấy bạn ơi, mình không biết cách nào chế tạo ra một người bạn gái mới hết á. Nó mình lấy mấy cục đá này ra nè, nó mình làm một người bạn mới cho mình đi. Đó, mình đặt ra mấy cục đá này để anh Hút đặt ra một người bạn mới coi nè. Đó, anh sẽ xây ra một người bạn mới và người đó sẽ làm bạn cho anh Hút tròn ha mọi người. Đó, anh xây lên. Rồi, anh đặt lên. Đó, người bạn mới của anh đó. Mình đang đùa với ai vậy trời, mình làm gì có bạn mới mấy bạn ơi. Trời trời, cái này đâu phải là bạn đâu, cái này là cục gạch mà, tôi buồn quá. Dục hết mấy cái này ra đi, mấy cái này toàn đồ tào lao không à. Đó, mình dục ra hết luôn mấy bạn ơi, mấy cái này toàn là đồ tào lao không, không có bạn bè gì ở đây hết. Tôi buồn quá mấy bạn ơi, ước gì có các fan vô đây ấy, chơi chung với anh Redwood ha, để anh Redwood này có bị cô đơn. Ủa, tôi dục xuống rồi đâu mất tiêu hết trơn rồi. Ui da, ui, sấm sét tới. Ừ, sấm sét tới đánh mình luôn kìa, trời ơi, đúng là đã số nhỏ rồi mà còn bị sấm sét đánh nữa là sao. Ui, một cô gái. Trời ơi, wow, một người bạn gái mới. Wow, bạn này bận đồ đúng đẹp luôn mấy bạn ơi, tự nhiên mình dục hết mấy cái đó ra, sấm sét tới cái xuất hiện một người bạn gái mới này luôn nè. Hello bạn, bạn tên là gì vậy? Ồ, bạn gái mới đẹp quá mấy bạn ơi, bận đồ đúng đẹp luôn, đẹp hơn mèo luôn. Ôi bạn ơi, nè nè mời bạn vô nhà nè bạn ơi. Trời ơi, bạn gái vô nhà chơi với mình nè bạn gái ơi. Ồ, bạn gái này đẹp thiệt. Cái này bạn có đeo tai phone nè thấy không? Bận đồ đúng đẹp luôn. Wow, bạn này mặc giày đen nữa, bạn quần hở rúng này, lộn bạn áo hở rúng nữa. Nè nè nhà nè bạn, vô đi chơi, vô chơi với nhà vô mình đó. Ồ, chào mừng bạn đến ngôi nhà của mình nha. Ủa chết cha. Mấy bạn ơi, mấy bạn đừng có méc mèo nha. Anh Hút có bạn gái mới. Reset. Bạn gái mới của mình. Nè nè, mình có kim cương này mình cho bạn nè. Ủa bạn đó thả tim mình kìa. Wow, ủa bạn đó làm gì vậy? Ủa bạn đó nhảy mấy bạn ơi. Wow, bạn này nhảy. Ủa bạn đó nhảy kìa đó, cái tay mà nó lắc kìa thấy chưa? Wow, bạn đó ve đồ kìa đó, mấy bạn thấy không? Ủa bạn đó đáp cái nữa. Wow, đẹp quá. Ủa bạn nó nhảy xong mình lượt lên hấp thụ mấy bạn, máu của mình lên màu vàng quá trời luôn. Wow, bạn gái này bạn thấy dễ thương không, vừa dễ thương mà vừa tốt bụng luôn. Người bạn gái kiểu mình kiểu người mẫu hay sao mấy bạn ơi, nhảy xong một cái á là mình lên máu vàng luôn. Thì bạn nó đang đi vệ sinh hay gì vậy bạn ơi? Cái này là nhà vệ sinh của mình đó, bạn đừng có vô đây nha bạn ơi. Bạn ơi đứng lại, bạn ơi đừng có đi. Tiếng của mèo. Ôi chết. Ủa cái gì vậy mèo? Hello mèo cái gì vậy? Rồi, cảm ơn mèo nha, mèo về đi, tôi không có chơi với mèo. Về đi mèo ơi. Trời ơi, không có chơi với mèo, mày về đi. Thôi, không có chơi. Ê, đừng có vô nhà, đừng có vô nhà. Này, sao?
ui không có gì, có gì đừng mèo về đi, mèo về đi, mèo về đi hả? Này này cho mày kim cương này, mèo về đi mèo. Tôi đem qua quả mọc ngọt cho ông ăn chứ bộ tôi mới hái được. Ờ tôi không có thèm quả mọc ngọt của mèo đâu, mèo về giúp tôi đi. Trời đáng ghét ông ăn thì thôi, nhớ đó nha, đừng có nói là tôi không cho. Thì shit, mém nữa thì bị phát hiện luôn. Ôi bạn gái mình hên là biết trốn sau cái cửa nè. Hên thiệt mấy bạn ơi. Mình á, mình không có bắt cá hai tay đâu. Nhưng mà cái này á, là mình mới làm quen bạn này. Mình muốn không cho mèo biết thôi. Mình sợ mèo hiểu nhầm mình thôi. Cái này không phải là bạn gái của mình đâu. À, cái này cũng coi như là bạn gái đi, nhưng mà không phải là cái kiểu kia đâu. Ok bạn ơi, bạn đi tham quan nhà của mình đi. Cái nãy là bạn của mình á, bạn đừng có sợ nha. Ôi bạn này giận mình hay cái gì vậy ta? Ôi bạn ơi, nè đi ra đây bạn ơi, nè mình có kim cương cho bạn nè. Ủa cái bạn này bạn nó giận mình rồi mấy bạn ơi. Đi ra, đẩy bạn nó ra mới được. Đi ra ngoài chơi với mình nè. Mình có cái này cho bạn nè đó. Rồi nãy mình cho bạn này kim cương mà nó nhảy, không biết bạn cho ngoài này cho bạn có coi bạn nó nhảy như thế nào vậy. Ủa bạn nó giận rồi mấy bạn ơi, giận quá là giận luôn rồi, đứng gặp mặt cái tường luôn rồi. Thôi vậy bạn vô nhà đi, bạn đừng có qua bển. Qua bển ừ, đúng rồi vô nhà bạn ơi. Qua bển mắt công mèo thấy bạn nữa mình khổ lắm. Nè cho bạn cái gì bột nhậm vàng nè. Đó, bạn này không thèm bột nhậm vàng mấy bạn ơi. Hình như bạn nó thèm kim cương à. Ủa chết mèo quá. Trời ơi. Ý cái gì? Cái gì mèo? Mèo đâu rồi? Mèo. Đi mai mèo ơi. Suýt nữa là bị phát hiện rồi. Thôi bây giờ mình đi mai với mèo coi. Ê xuống đây nè. Rồi rồi. Rồi rồi bye bye mèo nha. Tôi bận ơi, về nhà tôi đi cầu rồi mèo ơi. Mèo ơi, ở đó mèo mai đi nha. Đó. Rồi. Không đi mai đâu. Trời ơi mém nó bị phát hiện nữa rồi. Mấy bạn ơi kiểu này mà mèo phát hiện ra là chắc mèo giận mình chết luôn á. Thôi nhưng mà không sao, cái này có mình có bạn gái mới mà mình đâu sợ mèo giận đâu. Đó bạn này nè, nãy mình chưa kịp coi bạn nó nhảy nữa. Bạn nhảy lại cho tôi coi đi, tôi cho bạn kim cương này. Đó bạn thả tim lên nè. Đó bạn đó làm cái gì nè. Wow dễ thương quá mấy bạn ơi, bạn nó nhảy đi là chỗ mình nè. Đó bạn thấy không, đúng là bạn gái xịn luôn. Đó mèo đâu biết làm mấy cái này đâu. Đó thấy chưa, bạn nó quay vòng nè. Đó đáp cái nó quá đẹp luôn, bạn nó đáp là chu chu cái mặt vô cái nách á, mình không biết là cái gì hết đó. Bạn nó đi vòng chơi nữa rồi, bạn ở đây nha, còn mình giải quyết mèo các bạn. Ồ la 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 la, ui đi lại giải quyết mèo thôi. Ủa mèo kìa. Thôi không sao lấy đâu mèo ơi. Ờ mèo về đi, mèo về đi. Ừ ơi về đi mèo ơi, đừng có lại gần nhà tôi. Ôi cái gì vậy? Ôi chết cha tôi rồi. À tôi xin giới thiệu với mèo, đây là bạn mới đi ngang qua, xin vô đây uống nước. Xin đi uống nước hả? Ừ. Con nhỏ kia mày uống nước đúng không? Đừng mèo ơi đừng có lại gần bạn này vui lắm, bạn này vui tính lắm. Mèo cho bạn đó một kim cương đây. Nè đó, tôi cho bạn đó kim cương mà nó thả tim kìa, thấy không? Thả tim. Ừ đó mèo thấy không? Đó bạn này á rất là dễ thương luôn mèo đó, bạn đó nhảy cho mèo coi đó mèo đó bạn. Mèo thấy ôi đừng có đánh bạn đó, bạn nó nhảy mà, đừng có đánh bạn đó, bạn nó biết khác. Ôi trời ơi bạn nó mới đánh mèo chết luôn kìa. Ôi bạn ơi dừng lại. Ôi ui bạn này làm cái gì, bạn nói điên lên rồi. Trời ơi ui mèo đừng có đánh bạn nó nữa mèo ơi. Chết rồi biết chạy theo ai bây giờ. Ôi tại bạn có bạn đánh. Ôi chết rồi mèo giận mình luôn rồi. Ôi mấy bạn ơi gì mình có bạn gái mới mà mèo giận mình luôn rồi. Ôi bạn này cũng giận mình luôn rồi hả? Ui không bạn ơi. Trời ơi tại mèo giỡn với bạn thôi, bạn ích kỷ quá vậy, bạn đừng có đánh mèo. Trời ơi nè mình cho bạn kim cương nè nó. Ôi bạn nhảy nữa rồi đó, không bạn này bạn mèo á, bạn nó giận mà nó về là bạn này bạn còn đứng đây nhảy nữa. Trời ơi mấy bạn thấy anh Hút có lỗi không mấy bạn? Chứ anh Hút thấy là mình có lỗi lắm á, tự nhiên cái mình tạo ra cái bạn này. Các bạn này nhảy xong rồi chung xuống lòng đất luôn chi vậy má. Trời ơi trèo lên. Dạ trời ơi nó quýnh mình luôn kìa. Ui tôi cứu bạn ra mà tôi đâu có làm gì đâu, bạn quýnh tôi bạn ơi. Ôi da. Ui bạn này gì ích kỷ quá vậy, chơi dân gian quá vậy, chơi toàn quýnh mình không. Ui da. Ủa quýnh mình nữa rồi mình bực mình nè. Ui đừng quýnh tôi. Ui da. Ui bạn đừng có đánh tôi nữa, tôi đâu có làm gì bạn đâu. Trời ơi bạn này hung dữ quá. Đánh mình hoài luôn mấy bạn ơi. Ui bạn ích kỷ quá. Đã bạn quánh mèo rồi giờ bạn quánh mình nữa. Thôi mình nghỉ chơi với bạn này luôn đi. Bạn này quánh mình. Ui mình chào xin lỗi mèo mới được, còn bạn này không kệ bạn nó đi. Chạy qua xin lỗi mèo. Ui bạn đó bạn đứng nó hoài luôn kìa. Mèo ơi. Ui mèo đâu rồi. Ê mèo đừng có giận tôi. Ê đừng có giận tôi. Ê đừng. Để tôi nói cho mèo nghe. Kìa. Cái bạn đó tôi không có biết bạn đó là ai hết á. Tôi có lừa dối mèo. Tôi xin lỗi mèo, cái bạn đó tôi không có biết nó là ai hết á, tự nhiên nó vô nhà tôi á. Thôi được rồi, bây giờ tôi nói thật với mèo nha. Sao? Nè, hồi sáng này á, tự nhiên tôi nói tôi cô đơn quá, cái tôi kêu ông trời cho tôi một người bạn, cái tôi quăng hết mấy cái bột nhậm ra, cái nó ra quỷ cái đó mèo. Là nó được làm là từ người máy á, tôi nghĩ nó là yêu quái á mèo ơi. Rồi, nãy giờ nó quánh tôi, nó quánh mèo tè le hết luôn, nó mới quánh tôi luôn á. Không, nó là yêu quái, bọn nhắm tôi chừng nó để nó lên.
ông... 10 viên kim cương của tôi mất tiêu. Ôi này 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 nè, viên kim cương của mèo nè, tôi lấy lại được rồi nè, đó trả mày 10 viên nè. Trả rồi là tôi trả đó mèo, tôi trả đó cho tôi đi. Ôi mình sao mình đánh lại nó mạnh lắm, hay là bây giờ tôi làm giáp kim cương, tôi với mèo qua quánh nó đòi lại viên kim cương của mèo ấy. Ok luôn, đi. Đi đi. Rồi, bây giờ để tôi xuống với tôi làm vũ khí tụi mèo qua đập nó mới được mấy bạn ơi. Ôi, cái con đó nó quýnh mình. Em mượn nhỏ đó quýnh mình chi à, bây giờ mình sẽ cho nó lại mấy bạn ơi. Mình qua mèo sẽ qua cho nó. Ok luôn. Đó. Xong mèo ơi, đi với tôi nè. Đó, mặc giáp kim cương lên. Mấy bạn thấy không, mình cũng đâu có muốn là hại nó đâu, nhưng mà nó đánh mình chi rồi nó còn làm mèo giận nữa. Thôi kệ mấy bạn ơi, vì mèo mà mình nghỉ chơi với con nhỏ đó luôn. Đúng không mèo? Đi, tôi với mèo qua đập nó nè mèo ơi. Đó, táo vàng vô, táo vàng vô. Ui, nó là người bạn gái xấu xa đó mèo. Đi. Đó, kìa nó đứng đó, nó đi hoài luôn kìa. Mèo ơi, nó chạy rồi kìa mèo ơi. Nó chạy vô nhà rồi kìa. Nó, khoan. Đừng có đánh nó mèo, không phải tôi muốn binh nó hay cái gì đâu, nhưng mà mèo biết cái gì không, hình như tôi nghĩ á, nó mạnh lắm mèo ơi, nó quánh mình có hai cái là mình chết liền à, mặc dù mình có nhiều máu như vậy đó. Ui nó mèo thấy không, nó tính lại nó quánh mình kìa. Đó, hey, tôi có cách này nè mèo, hay là bây giờ mình xô nó vô hố lava đi mèo ơi. Đó, chứ không nó quánh mình sao mình quánh lại đó được. Đó đúng rồi, này đó, đây. Đây, tôi có cách này hay cực kỳ luôn. Đào cái hố lava đi mèo, đào cái hố lava đi. Đó, thấy chưa. Từ. Nó đào cái hố lava xong rồi bây giờ mèo đổ lava vô đi mèo ơi. Đổ lava vô. Tôi sẽ đẩy nó lại vô cái hố lava mèo. Đó. Xin lỗi bạn gái mới nha, bây giờ á tôi nghỉ chơi với bạn rồi, bạn xấu tính quá đi, bạn lại cái hố lava đi. Trời ơi. Ủa, đây cũng có cái hố lava nè, đúng rồi bạn ơi, đi lại. Đẩy nó vô hố lava mèo ơi. Nè, đẩy nó vô. Đừng quấn nó, ngang quấn nó quấn mình chết luôn á. Đẩy nó vô. Đẩy nó vô. Đó. Đúng rồi. Con điên. Mèo gọi bạn này là con điên. Mắc cười quá. Ok. Nó đang lại nè mèo, nè. Ôi từ. Cái hố lava trên kia cao lắm, nó không có nhảy qua được đâu. Đó, đẩy nó vô mèo ơi, đẩy nó vô. Đó, đẩy vô, tôi với mèo đẩy nó vô, đừng cho nó chạy mèo ơi. Đó, đẩy vô. Đó, trời ơi, mày vô hố lava luôn, nhỏ đáng ghét, dám quýnh mèo mà dám quýnh tôi hả mày. Đó. Ôi nó chạy. Ôi, đẩy nó mèo ơi. Đẩy nó, đó, thấy chưa? Rồi, nó sắp vô hố lava rồi. Đi, cố lên. Đó, tôi với mèo đẩy nó vô hố lava, con nhỏ đáng ghét. Chết đi. Ui. Rồi, nó lọt vô hố lava rồi. Kìa. Ôi, hình như nó không chết luôn đó mèo. Ôi, thấy ghê quá hả? Cái con này nó không chết luôn. Tôi nghĩ là nó chết rồi đó. Ôi, mèo nghĩ nó chết không? Nó phải chết chứ, vậy sao nó sống được? Ôi, nó còn sống luôn kìa. Ôi, mèo ơi, lấy TNT ra. Lấy TNT mới được. Mấy bạn ơi, con nhỏ này nguy hiểm quá. Đẩy nó vô hố lava rồi, nó tính trèo lên kìa. Lắp TNT lại vòng vòng mèo ơi. Đó, cho mày chết luôn, nhỏ đáng ghét. Chồng chết luôn. Rồi, ơi, lắp lại mèo ơi. Đó, dám quánh mèo ạ. Giờ tao cho mày mấy viên kim cương nữa, cho mày chết luôn nè. Đừng có cho nó kim cương á, sao không cho nó kim cương à, quên, không có cho nó kim cương nữa. Đúng rồi mèo ơi. Rồi, chẹt lên mèo ơi. Chẹt lên. Đó, rồi, đó. Ôi, cắm cái cây dưới. Chạy ra mấy bạn ơi. Ủa, cho nó chết luôn. Bùm. Ôi, nó bay lên luôn kìa. Nó rồi. Kẻ nó dưới kìa mèo ơi, rồi là ba đè nó luôn rồi xong. Ui, nó chạy ra kìa. Lấy cung bắn nó đi. Trời ơi. Thôi, được rồi, tôi sẽ xuống tôi đập nó luôn. Còn đáng ghét này. Mày. Ấy à. Nó quánh tôi một cái chết luôn. Ui, nó bắn mình chết luôn mấy bạn, nó quánh mình chết luôn. Ui, nó chết rồi hả? Ôi mèo ơi, nó chết rồi mèo ơi. Trời ơi, lửa cháy nó rồi. Ok, tôi với mèo tiêu diệt được con quái vật đó mấy bạn ơi. Hình như con nhỏ đó nó giả dạng là bạn gái hay sao ạ? Nó bu vô nó quýnh mình tè le luôn, nó quýnh mình với mèo luôn. Đúng rồi nè, trả kim cương cho mèo nè mèo ơi. Đó, rồi. Xong mấy bạn ơi, mình nghĩ rằng á sau này mình có buồn á, mình cũng không nên tạo ra bất kỳ một người bạn gái nào đâu. Nếu mình tạo ra bạn gái lỡ như nó là con quái vật giống như bữa nay nữa là sao? Đúng không? Cái nhỏ đó nó lấy trái quả mọc ngọt của tôi rồi, tôi thấy cực khổ lắm, tôi đem công ăn. Thôi xin lỗi mèo nha, nhưng mà nó lấy rồi không biết sao hết. Thôi mèo về đi, tôi với mèo đi chơi mèo ơi, chứ hôm nay tôi không muốn chơi với bất kỳ một ai khác ngoài mèo nữa đâu. Thôi video hôm nay của anh Hút đến đây là kết thúc rồi, mấy bạn thấy không, không bao giờ nên phản bội bạn gái của mình nha mọi người. Và bây giờ bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.